Bảo Hạnh xin chào quý khách hàng. Ngày hôm nay Bảo Hạnh xin gửi tới anh Trung là khách hàng của Bảo Hạnh đã đặt sản phẩm quạt thuận buồm xuôi gió này. Bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Chúc anh Trung và quý khách hàng sẽ có một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Cùng bâng vọng trên rừng Trường Sơn, hai đứa hai đầu ra thận đường xa chân mùa này đêm lắng Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi thương em, thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà bên cao cuối bay rừng rào cho dài tay em em dâu rồi em có lấy mong không, còn em thương bên anh ấy mùa đông nương khe cầm cấm bay lạnh xa biết lòng anh say biệt đất đà mà chẳng em lo đường chắn bom thu anh nên xe trời đổ cơn mưa cái gạt nước xua đi nỗi nhớ em xuống núi đang chiều rừng giữa cái cành cây gạt nỗi yêu tư. Từ nay em bước sang bên nơi anh những binh đoàn nói nhau ra tiền tuyến như tình yêu nơi lời vỗ tình từ đông Trường Sơn.